Chào cô chú anh chị và các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với kênh Thanh Tâm Family. Mến chúc các bạn và gia đình thật là nhiều sức khỏe, vui vẻ và luôn bình an trong cuộc sống. Hôm nay mình chia sẻ đến cho các bạn một công thức làm xôi da lợn. Đây là xôi lá cẩm và cái lớp da lợn ở bên trên rất là ngon. Với sự kết hợp hoàn hảo cho mình ra một món tráng miệng rất là tuyệt vời. Xôi thì mềm dẻo, lớp da lợn thì ăn rất là thơm và béo, vị ngọt vừa ăn không quá ngọt. Và với cách làm này mình muốn chia sẻ đến cho các bạn cùng xem. Nếu như các bạn xem video mà thấy hữu ích thì mình mời các bạn cùng làm chung. Cũng như là đừng quên đăng ký kênh, bấm vào cái chuông để tiếp tục theo dõi những món ăn mới từ kênh mình nha. Còn cách làm như thế nào? Bây giờ mình mời các bạn cùng xem. Thì để làm được món này mình cần chuẩn bị 300g nếp thái. Mình đã vo rửa sạch, sau đó mình sẽ cho vào đây là nước lá cẩm. Nước lá cẩm thì mình chuẩn bị khoảng 50g lá cẩm tươi nấu cùng với 600ml nước để mình cho vào ngâm nếp nha. Được cái màu lá cẩm đẹp. Rồi mình ngâm ở đây trong vòng 4 tiếng. Sau 4 tiếng này các bạn thấy cái phần màu lá cẩm đã rút vào hạt nếp thì mình sẽ vớt ra, cho ra rổ ráo nha. Không cần phải rửa qua nước lạnh nữa. Vì trước khi mà mình ngâm nếp mình đã rửa sạch rồi đó các bạn. Màu lá cẩm thì rất là đẹp, hoặc là mình có thể thay thế bằng màu lá dứa ha. Rồi mình dùng ở bên đây là 70g đường, tiếp tục là nửa muỗng cà phê muối và 150ml nước cốt dừa. Thì lúc này mình sẽ cho nước cốt dừa vào một cái chảo để mình đi xào nếp nha, để cho nếp được thấm đều gia vị cũng như là có vị béo. Rồi mình sẽ cho đường vào luôn, cho muối, bật bếp lên với lửa nhỏ để cho đường được tan. Và nước cốt dừa bắt đầu sôi nhẹ thì mình sẽ cho nếp vào xào. Mình cho nếp vào mình xào nha. Mình xào với lửa nhỏ. Xào đến khi nào mà nước cốt dừa với đường được rút hết vào hạt nếp. Thì lúc đó mình sẽ đem đi hấp lại. Xào được một lúc thì các bạn thấy nước cốt dừa đã rút hết vào nếp và hạt nếp bóng mượt nha. Rồi lúc này mình sẽ cho nếp qua một cái sẩn hấp cách thủy để cho nếp được chín. Giống như là mình hấp xôi vậy đó các bạn. Đậy nắp lại hấp với lửa lớn trong vòng 20 phút nha, để cho nếp được chín. Hoặc là mình có thể cho nếp xào rồi mình cho vào khuôn, sau đó các bạn đem hấp luôn cũng được. Nhưng mà để đảm bảo được cái hạt nếp được chín mềm thì mình nên hấp như xôi trước khi mình cho vào khuôn ha. Hấp được một lúc thì mình sẽ xới xôi để cho xôi được chín đều, hạt nếp còn nguyên hạt. Trong quá trình mà mình ngâm nếp mình không có được vo nha, để cho hạt nếp được nguyên hạt không có bị bể nát đó các bạn. Và mình sẽ bóp hạt nếp mềm, như vậy là xôi đã chín rồi nha các bạn. Rồi lúc này mình sẽ đi pha bột để mình làm lớp da lợn. Mình dùng 80g bột năng và bên đây mình có là 230ml nước cốt dừa, 1/4 muỗng cà phê muối, 50g đường. Vị ngọt của bánh thì tùy theo các bạn nha, mình có thể gia giảm. Nhưng mà mình làm ngọt quá thì ăn sẽ nhanh ngán. Rồi mình sẽ cho hết đường, muối và nước cốt dừa vào, mình sẽ khuấy đều lên. Đây là lớp bột màu nước cốt dừa nha. Đó, mình sẽ quậy cho tan bột, tan đường. Và để cho bột mịn hơn thì các bạn có thể lược qua rây nha, để giúp cho dòng chảy của bột này được mịn hơn, không còn những cái bột vón cục á. Còn nếu mà mình hòa tan, tan đều hết thì mình khỏi cần lược cũng được. Tiếp theo là mình sẽ đi pha bột màu xanh lá dứa, mình cũng dùng là 80g bột năng, 1/4 muỗng cà phê muối và 50g đường. Tiếp tục mình sẽ cho vào đây là nước lá dứa, dùng là 230ml. Nước lá dứa thì các bạn có thể chuẩn bị trước nha. Mình lấy lá dứa rửa sạch, sau đó mình cắt nhỏ, mình sẽ xay cùng với nước lọc để mình lấy được cái lượng nước lá dứa. Rồi mình cũng sẽ dùng vá nè, mình hòa tan để cho đường, muối và bột này được tan đều. Màu xanh rất là tự nhiên và đẹp mắt. Như vậy là phần bột mình đã pha xong rồi đó các bạn. Mình làm hoàn toàn là bột năng để cho cái lớp da lợn này được mềm, dẻo và có cái độ dai, ăn rất là ngon. Mình không cần phải pha bột gạo nha. Thì mỗi công thức và cách làm sẽ cho mình ra một hương vị bánh khác nhau đó các bạn. Mình thử kết hợp cùng với xôi với da lợn ăn xem như thế nào nha. Lúc này mình chuẩn bị một cái khuôn, các bạn có thể cho vào mâm tròn đều được nha. Nhà mình có khuôn này thì mình sẽ cho vào khuôn.
thì mình sẽ cho một lớp xôi ở dưới đáy khuôn hen. Khuôn thì mình thoa mỏng một lớp dầu ăn. Khuôn này thì mình tìm mua ở siêu thị đó các bạn. Khuôn này chịu được nhiệt độ hấp. Nếu không có, mình có thể cho vào một cái khuôn nhôm, khuôn tròn hoặc là khuôn vuông đều được. Sau đó mình ém chặt cái phần xôi vào đáy khuôn. Rồi mình sẽ cho lên bếp mình hấp cách thủy lại nha, để cho xôi bắt đầu nóng lên. Xôi lúc này đã nóng rồi nè các bạn. Và nước cũng đã bắt đầu sôi bùng ha. Mình sẽ cho cái lớp bột màu trắng vào. Đây là cái lớp bột da lợn nước cốt dừa. Nước phải thiệt là sôi nha. Đó, mình sẽ cho một lớp vào. Khi cho lớp bột màu trắng xong á, mình đậy nắp lại, mình hấp trong vòng 3 phút với lửa lớn. Sau 3 phút với lửa lớn thì cái lớp bột này đã trong, nhưng mà chưa chín đâu nha các bạn. Thì để cho bánh da lợn không có bị chốc lớp á, thì mình sẽ cho vào khi cái lớp bột vừa đặt ha. Nè, cái lớp bột này chưa có được đặt máy bị loãng nè các bạn. Nhưng không sao nha các bạn, thì cứ mỗi một lớp bột như vậy mình sẽ hấp trong vòng 3 phút với lửa lớn. Và tương tự như vậy mình sẽ chia đều lớp bột ra và hấp cho đến hết nha. Và đây sẽ là lớp bột cuối cùng nè các bạn. Mình sẽ đậy nắp lại hấp với lửa lớn trong vòng 20 phút nha, để cho bánh da lợn này hoàn toàn chín luôn. Sau 20 phút mình dỡ nắp ra thì lớp bột đã bắt đầu đặc lại. Cách thử bánh thì mình dùng tăm xuyên qua bánh, dỡ tăm lên. Nếu bánh không dính vào tăm là bánh đã chín. Mình sẽ lấy bánh ra khỏi nồi và đợi bánh nguội nha. Lúc này bánh đã nguội thì các bạn thấy cái lớp da lợn nè, rất là tuyệt vời, màu xanh tự nhiên, do mình làm khuôn hoa rất là đẹp mắt. Rồi lúc này mình sẽ nhẹ nhàng lấy bánh ra khỏi khuôn nha. Do mình thoa mỏng một lớp dầu ăn á, nên cũng rất là dễ lấy bánh ra. Thì đây là cái bánh mà mình vừa lấy ra nè các bạn. Dùng dao nhựa mình cắt bánh cho đẹp nha. Rồi lúc này mình sẽ cắt thành từng miếng nhỏ vừa miếng ăn hen. Lớp xôi màu lá cẩm thì rất là đẹp. Và màu lá cẩm thì màu tự nhiên, mình không thêm phẩm màu nha. Hạt xôi còn nguyên hạt nhưng mà rất là bóng mượt. Đây các bạn thấy nè, lớp da lợn thì không có bị tách lớp và rất là mềm dẻo. Như vậy là mình đã làm xong món bánh rồi nè các bạn. Đây các bạn thấy nè, rất là đẹp mắt nha. Thì với sự kết hợp hoàn hảo mà mình có thêm được một công thức làm món bánh mới. Thường thì các bạn đã kết hợp với bánh bò da lợn, bánh chuối da lợn, khoai mì da lợn, nhưng mà hôm nay đặc biệt là xôi da lợn. Đây mình có thể tách lớp được nè các bạn. Đó, các bạn thấy rất là đẹp mắt nha, lớp da lợn không có bị tách lớp. Mình mời các bạn cùng thưởng thức. Qua wow, bánh rất là ngon nha các bạn, độ ngọt thì vừa ăn, vị béo từ nước cốt dừa, mùi thơm thoang thoảng từ lá dứa. Và đặc biệt hơn là rất là đẹp mắt nữa. Xôi thì mềm dẻo, ăn rất là lạ miệng. Thì làm bánh mình cần chịu khó sáng tạo để cho mình thêm nhiều món bánh mới lạ mời gia đình nha các bạn. Video mình chia sẻ đến đây tạm dừng, chúc các bạn làm thành công và ăn ngon miệng. Nếu các bạn thấy video hữu ích thì đừng quên đăng ký kênh, bấm vào cái chuông ở bên cạnh để không bỏ lỡ những video mới từ kênh mình nha.
Thì cuối video mến chúc các bạn và gia đình thật nhiều sức khỏe, vui vẻ và luôn bình an trong cuộc sống. Chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian xem. Còn bây giờ mình xin chào, hẹn gặp lại các bạn.